Nửa đêm, chiếc tàu thủy nội địa này chở theo hơn 1.000 tấn than theo hành trình từ Hải Phòng về tỉnh Hưng Yên. Khi qua khu vực luồng sông Cấm, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng bất ngờ xuất hiện. Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hơn 1.000 tấn than đang vận chuyển trên tàu. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng là hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường sử dụng các địa bàn giáp danh tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương để coi như là mua bán, thu gom các cái than trôi nổi không có nguồn gốc xuất xứ, sau đó lợi dụng các cái đêm tối rồi thời tiết nó không đảm bảo, cái công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng gặp khó khăn để coi như là vận chuyển. Theo xác minh, toàn bộ số than này được các đối tượng thu mua gom trôi nổi trên thị trường, sau đó tập kết về cảng rồi trà trộn với các loại than thương phẩm. Không chỉ trốn thuế, nếu các loại than này được tiêu thụ chót lọt thì người chịu thiệt chính là người tiêu dùng vì mua phải hàng kém chất lượng. Như quý vị thấy thì trên tay tôi là những cái than đá và có lẫn rất nhiều cái tạp chất của cái than được các đối tượng thu mua gom của các người dân ven các địa bàn giáp danh của tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là một thủ đoạn để trộn lẫn các loại than thu gom với các loại than có phẩm cấp, có thương hiệu để bán ra thị trường nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Theo Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Hải Phòng, trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu với các loại hàng hóa khác đang là một trong nhiều thủ đoạn các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại thường sử dụng. Để ngăn chặn và phát hiện sớm các hành vi này, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã triển khai rất nhiều biện pháp. Các cái đơn vị tăng cường các hoạt động nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tăng cường cái lực lượng phương tiện, đặc biệt là các cái phương tiện nghiệp vụ ở trong công tác nắm phát hiện các cái đối tượng, các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng thành phố Hải Phòng đã thu giữ hơn 4.000 tấn than không rõ nguồn gốc đang được đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua than hoặc các loại hàng hóa tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc và hóa đơn chứng từ để tránh mua phải hàng hóa kém chất lượng.